Tôi đực nè, rửa cho đẹp trai coi. Để hơi dính mà các bạn. Xui cái này rửa cho nó đẹp gái nha chị hai. Rửa gì đâu mà rửa. Tính hút rồi. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng gần 3 giờ đêm rồi cả nhà. Anh em mình mới bủa tay lưới neo. Hôm nay cũng thuận nước nên mấy anh với mấy cậu cũng có bủa. Phía ngoài là ghe lưới của anh Lộc. Chị hai thì cũng bủa lưới xong rồi. Bây giờ mình rửa đồ mấy cái sạp đồ lại cho sạch. Chút xíu nữa anh em mình đi cúng. Còn đây là ghe lưới của cậu Út với em Đạt. Bủa xong rồi mấy cậu với mấy anh em lên trên bè ngồi nghỉ với trà nước đó nha. Bên đây là cái lưới của anh Nghĩa mình nè. Cho nào phải ngồi mình mới khó cố. Cái mùa gió đụng cái quan ngày nó gió cuốn lưới cũng dán cái tay mà. Thôi hồi hôm qua dịu gió mà. Đâu, không có ông nào mà của tao trên mỗi một tao chạy như tao bơi trên lóc cái mũa thánh thần cái ông vua. Đạt nó còn bốn lúc kia. Thì bốn lúc 8 đó. Hồi nãy cậu Út ông nhắc cá bự gì đó anh Lộc. Hôm nay người làm con nha. Bữa nào mày đó, bữa nào anh Tùng cũng chút hết trơn, bữa nào cũng chút, bữa nào cũng có phúc hết trơn. Lấy may mắn mà. Được rồi, giờ tới nước cuốn lưới coi nhờ. Mấy cậu cháu mấy anh em mình lên đường. Coi bển có này cái niền xe nào cũ cũ nữa đem qua nha Đạt. Kêu làm kiển. Bây giờ gõ ben. Dạ, bộ đội xin gió bom rồi mày ơi. À quên, cổ Út cái bên. Xin gió đạn bự bự cũng được rồi cổ Út. Gì vậy? Mới uống miếng nước mà quay kỳ vậy? Còn số. À còn số. Nè nè, coi máy xịn ra giật nè. Coi Lộc dở bên đầu nè cả nhà. Ôi lui hả? Rồi kèm khúc bánh mì nữa ta. Hôm nay anh em mình giăng lưới gần bè nhà nên chạy ra chút xíu. Vui hơn tới giờ cái túa ra chạy. Chạy. Anh nói là ghe lưới của anh ba mình với này cũ. Bắt đầu lên lưới cả nhà ơi. Đó. Được không đó. Có lý đó. Chị hai tin đi, anh hai hót đứa thuốc là có cá đó. Là dục có cá liền.
tới điểm rồi mà, đi tới điểm rồi. Cái gì tụt tụt quay. Đó, cái sủ. Ủa, ông chưa nhả thuốc gì hai ơi. Ơi, giống xu đực quá vậy. Thấy cái bụng nó quá trời ha. Cá này hả? Được, con sẽ có xu bự nha, cũng đỡ. Vô. Tới điểm rồi mà. Chưa nhả thuốc. Mà mày lên sớm trước ổng rồi. Mày đợi chút xíu đi. Mày tầm 2 ký hơn đi hả? Ừ. Cái nó chết được rồi. Dạ. Chú cái đi đó nha. Chú xìu à, để ngoài luôn. Vậy thằng cá mạnh. Cái nè, mới lên em cũng nhìn tưởng đực không? Ừ, trên đùi. Ừ, chị hai khám rồi. Tôi nhìn là thấy rồi, khỏi khám. Ủa, bà ui đi. Ủa ha. Ủa cái này dính nữa nè. Tới bậy rồi. Thẳng đi lên. Nãy ăn cá không thấy tim lên cho ta, nó lên từ từ chứ không có tim bỗng gì. Quỳnh bóng bóng kìa, lấy gì tim? Quỳnh bóng còn lỗ mũi chị đâu thở đâu, quỳnh bóng thở không bóng. Ê cái gì vậy? Giá khúc mày. Ê được quỳnh à. Chiều không? Chiều nãy. Vậy đúng không? Ừ, cho qua ngủ. Né hả trai? Chơi chi vậy chị vậy? Lâu lâu. Lâu tạo tình huống rồi chị hai phản ứng hay sao mà. Vậy chị bạn. Tới điểm nữa cho chị hai. Đi đóng tiêu cho. Nãy em nhìn cái điểm kia là chính xác rồi đó, thấy chưa? Mày nhìn được coi. Ra ngoài này không biết nói từ cái chỗ đó ra tầm 100 thước. Lần này chị nhìn thử coi. Mày hút điểm luôn. Điểm luôn hả? Hút hả? À, chúng mới hút điểm. Định vị coi hai. Đúng rồi. Ở đây định vị được không? Được. Tình vậy đây qua cồn. Chị cứu nè. Kiếm con cá bông lau 5 kg mời nấu cháo. Cá thích buổi này hả? Bông lau nấu canh chua hay nấu đậu chua ngon hơn nấu cháo chứ. Cá bông lau nhỏ nhỏ thôi nha, 4-5 kg thôi nha. Còn bự là đem đi bán. Cái không hứa, bự quá không có nấu. Con cái im liềm với ta. Cho mày đi lên đây á. Dạ. Cho mày đi lên đây á. Sợ quá đâu không dính rồi. Vậy em đi ra đẳng rồi. Sao hai trở về đây dính thôi hai. Ừ. Để trở lại vị trí cũ là hên lại nha. Chung nhà thờ rung rồi kìa. Gần 5 giờ đó. Chút xíu lo phát hành phát lên nữa là gần sáng. Đó, đó. Cái gì? Cốc. Cốc. Cốc nhỏ. Cốc ra tới ngoài này.
cốc nhỏ với nước ủng quá không, tí cái hang rồi sẽ lên. Phải dính được cái mày dính cỡ này nó ngon hơn cả cốc. Bông lao khủng. Mình kéo quen rồi đóng lưới, đóng chì mà khích chứ thừa kéo không biết ra nha. Giữa lưới mà nhiều mặt lưới với ít mặt lưới hơn chừng khoảng 10 mặt gì kéo không biết, mình biết không ta? Cảm giác không? Không, ý đó mình kéo thì giống như vậy nè, nó có sự nặng nhẹ, mình biết kéo mình biết không? Hay ha. Con cá giờ nửa ký chị hai cầm tay chị hai biết không kìa? Không biết chị. Chị hai chuyên gia bán cá mà. Chị hai tính gỡ hay lắm. Chị hai cân bằng tay chứ anh hai cân bằng mắt. Anh hai đón cá ông nhìn kìa nè. Ông nhìn là ông đón là cũng xuất sắc, chính đúng cao lắm. Nó cũng sẽ thích ít rồi. Ai quên nữa, còn có bữa hổm. Cái gỗ cá sủ mà là thảy lên đây chưa nói nhiều mà hai nó 7 ký giữ. Đúng không? Nó đại hay chưa? Đúng không? Mà trúng không? Thì đúng, chính xác luôn á. Ngay bon luôn. Bữa đó ăn cá linh kho hay. Ăn cá linh thì nói linh quá. Đó. Đó. Ô sủ. Cắt. Cái đực luôn hả? Ở ngang. Kêu quá kêu. Kêu có kêu rồi đó. Hồi nãy cái nó không có kêu nữa. Cái đực nó kêu đực. À quên nó cái bữa hổm nó có kêu gì hay. Kêu ở cực. Không, nó kêu cái. Sự đực nó vàng hơn vậy nó kêu. Cá sủ cái à, mình rửa ra. Cái rửa nó kìa. Tôi đực nè, rửa cho đẹp trai coi. Để hơi dính ba cái bọn. Sủ cái này rửa cho nó đẹp gái nha chị hai. Rửa gì nó mới rửa. Thì anh em mình dính được hai con, một con đực và một con cái. Con đực thì mình bóp cái bụng thôi nha, nó dày. Con cái thì bóp cái chân luôn. Cái da bụng của con cái nó sẽ mỏng hơn. Da bụng con đực nó dày vậy nè, nè coi nè. À, cái màu nó hơi vàng hơn, bán nó mắc mắc tiền hơn như cái nha. Bởi vậy thì anh em mình dính cá đực mừng lắm, phải giữ tâm lý rồi nha chị hai. Giác tứ gì thấy cũng ổn rồi đó. Dạ. Yeah. Đây đây nữa nè. Ê mày dính bự lấy lên. Nhanh. Tưởng đâu đàn ông tao đi kiếm đàn ông. Đàn ông gì rồi? Trời. Bỏ lướt. Hả? Ủa? Gì? Cái phải. Cá mè hôi người ta. Ê lại gỡ kỹ kỹ coi hai. Lý nha, mập lù. Con này nó không có quấn nhiều nè chị hai. Để một cái chú á chứ. Em tưởng cái mà dinh không á. Miếp. Mìm này mìm con. Ôi dồi ôi, nó mập. Giá đục. Cái cá nó chạy không đi chạy. Nó chạy u đầu luôn à. Nó không bị chạy cái mình mà nó u cái đầu. Nó thấy gỡ được nó mừng quá, chạy cái út vô. Nhìn tướng cái mày dinh đúng không? Ủa, tướng cái... Chim. Hả? Tao tưởng nó không có chim. Mày hôi giờ tao có nuôi không tao? Nhóc. Cái bè tao nhóc đó. Không, kiểu như tao nuôi từ nhỏ, thả giống từ nhỏ. Giống đó mà... Giống mày hôi. Mà 15 ngàn con hay gì đó. Vậy hả? Mắc dữ lắm. Con cá còn cái đầu đũa. Mấy con đầu đũa. Cái giống nó mắc lắm. Giống không hiểu bán mà hổm đó 15 ngàn con mà người ta út đầu đũa. Đầu đũa. Hai ngón. Gần hết lưới rồi. Kiếm hồ chót con cá sủ đực nó đi chị hai. Ký gửi được rồi.
ta kêu hốt mùi chót là cá chứ hay nói là một cái lông nha. Có gì dùng lấy đi. La thì cũng la được ha. Ủa, một cái lông bự. Đúng rồi. Bự mình la bự. Một cái lông cho lên nhỏ cũng chê nè. Ơ, một lông nữa xíu. Thôi lên cục đá. Đây luôn hả? Rồi, hết lưới rồi. Hết lưới rồi cả nhà ơi, lên cá neo rồi. Giờ anh em mình chạy về. Chạy về mình bắt cá, mình điểm lại thành quả hôm nay. Bắt nạn hay gì cậu qua kéo tiếp đó. Nước này anh đã xuống luôn rồi cốt. Ông nghe. Đó, lọc xuống cây quá chừng kìa. Có gì không cốt? Cốt. Cậu Út được con cá su đực. Được đó chừng ký hơn gì ta. Hai con nhỏ nữa kìa. Mấy con? Hai con. Con mè hôi, con cá cóc nó chơi bốn con. Bốn con, mình có cóc nữa. Con nào không Lộc? Con nào đâu? Đó được con có cây nạc. Đó được con cá sấu đó. Dỗ ồ. Tốt, con kiểu đó nó tốt. Con này không được đâu. Dính vô con đi giật đi. Ừ. Chừng nhớt hả? Qua bự gốc rồi. Em bước qua gạch tiếp cậu Út theo. Nay vô được đồ cổ rồi. Rồi kéo lên đi. Rồi kéo lên đi. Trời ơi. Chị nó lăn vô chỗ. Gốc cái này công xe đó. Công xe đó. Dạy đắng đi. Công xe á. Đi châu à. Hoặc giờ tới thì tao con tìm khoanh thêm cái nữa tao kéo tiếp. Nó lọc nhỏ con mà quến cái gốc này quá trời rồi, quá thần. Vậy hả? Chạy đục cũng lên. Coi kỹ rồi nó có cẩm cẩm lai hay là dên dên gì không anh Lộc? Trồng hương rồi, quá trời thơm rồi. Trồng hương rồi. Là được rồi. Hả? Thơm quá trời rồi. Thơm rồi, sao biển của trồng hương rồi. Trồng hương Nhai ơi, lại chứ lại mà lấy cái dao cạo miếng Nhai ơi. Dạ, tao hỏi coi. Ơi, tao hỏi coi, tiếc mà. Tao hỏi mà lên đó kìa. Cái gì hai chỉ dụ em hoài á. Thơm lắm, cây thơm lắm. Khi mình thử. Cây dưới nước ngâm rồi, cả nhà biết rồi. Thơm cỡ nào à. Rồi rồi rồi, ghe nó đi. Cây này bữa mày mẻ búa. Người nào nhạo luôn xong không? Người nào nhạo xong cá mũi cái lưng cho còn xài à. Kéo gì vậy? Đỡ lưới nha. Cái mũi xuồng của ông để cọc lại con cọc đàng hoàng lại nó vòng được biết đâu con đó
cái bột bự. Cát rồi. Giống không phải tao không lo mấy bột. Giống gan của trai đó. Rồi. Bột bự. Rồi gỡ con mi xuống của cốt ra nè. Mệt đâu mệt. Cục cây cũng lớn rồi. Nó nổi nữa mà nó mệt. Ta chìm ta còn bệnh lên rồi mệt. Trời ơi, tưởng đâu anh em mình là có nhiều cá đâu, ai nhẹ đâu, cũng sao mà được vớt được cái đầu cá. Trời ơi, địch được 2 xuồng rồi đó. 4 con. Cá bự không ơi? Cá cá cá. Chứ con cá cóc cá chừng 700-800 gì không? Bự không Đạt? Lên cục đá rồi kìa. Đó, ủa? Cái đèn vàng, trời ơi. Cái đèn vàng của Lộc rồi, hết lưới. Về cả nhà ơi. Cá, đó, rồi sao chạy đi, chỉnh cái này. Để con về con ơi. Đi trước. Cái cục gì? Cục đây nó lăn ra nữa, không kéo vô bờ luôn. Cái gì? Kéo nó vô bờ luôn. Mặn chết, cho nó xuống đây mẹ đi. Chiếc gì đó mà để. Chúng lại cũng càng queo à. Đây có còn cục dây nào không? Mấy gốc cây bự nè anh em mình đem vô bờ cả nhà ơi. Kéo lên trên đây rồi đầu mình cưa, mình phơi cho khô á, làm củi chụm. Cũng đỡ lắm chứ. Chứ còn mấy gốc đó mà mình không ấy nữa, cho tên cho xuống anh em mình văng lưới cho bị nữa. Ở cũng khổ. Hỏi chưa? Còn mình về cả nhà. Về mình kiểm tra thành quả nè. Điểm cá lại cho cả nhà xem. Có cái sổ nào không được? Ồ. Vậy là mình vô địch nữa rồi. Cái gì vậy? Con cái. Con đực, con cái. Con mè hôi, con cá cóc. Con cái chắc 2 kg, con đực chắc 1.5 kg à. Cóc chừng ký lô trở lại à. Con mè hôi cũng ký à. Ký mấy vậy? Bữa nay bữa nay bắt bày cá cóc luôn hay dạ? Thấy bự quá. Nó sổ đó 2.5 kg, 3 kg rồi. Đúng lọc kìa. Ồ keo dữ ta. Anh em mình về tới bè. Chị Hai lấy đồ xuống bắt cá. Bữa nay khỏe. Ủi có một cái đầu à, tại vì bị đi dướng dây á. Chứ nó không có dướng gốc. Con này ký gửi nổi không ta? Được. Với lại một phần nữa nha. Con cá đực nó có cái này nè. Rồi bán mảo cái mày hôi đó 100 ngàn. Rồi thôi, dục qua luôn. Ừ. Gốc sống không á? Chắc không á. Bỏ hành đi. Bỏ hành. Trời ơi. Sống. Gì? Sống. Đúng không? Sống. Khoan khoan từ từ đi. Từ đi thả từ từ đi. Nè nè nè. Để cho đi miếng nước này. Em hay thả vô cái xô nè. Anh hai cân bằng mắt ra. Chị hai cân bằng tay đi. Được lấy cái gì còn con mè hôi nè, đây là con cá cóc rồi cả nhà.
Thôi ướt mình hai luôn. Thôi từ từ đi, từ từ đi, thả này trước đi. Xong rồi. Đó, buông xuống đi. Nè. Bơi ngửa không nè. Đọc, nó giật lỗi vậy đó. Quên nó chưa múc nước rồi. Đây là cho quay cái coi. Cái mẹ cho quay cái coi cái mẹ. Thôi để đây đi, có gì rớt nước này ha. Rớt này luôn. Rồi rồi. Tính hút rồi. Mà hên là trong này á. Tính quay cho cả nhà xem con cá mè hôi nó có cái đặc điểm gì á, mình dễ biết. Thì anh em mình dính được có 4 con thôi, hai con đó mình thả vô rồi. Còn đây là hai con cá sủ. Hôm nay thì mình dính cá sủ về cũng tương đối ổn so với giắt lưới mình rồi cả nhà. Sủ này tầm mấy ký nè. Đậu mắt cái. 2 ký 7, 2 ký 6, 2 ký 7. 2 ký mấy lần ha. Con này cũng là tầm 2 ký 6, 2 ký 7. Con này ký rưỡi nó không? Nổi. Dư sức hả? Ừ. Con này có ký 7 không? Còn dư 6 ký 7. Anh hai mình chuyên gia cân bằng mắt mà. Chị hai con tay này là cầm thử là phải cỡ 7 phần cầm rồi. Chị hai bán cá ở chợ chuyên nghiệp. Qua dự. Thôi cân lại. Nè kiếm mà kiếm tô tiếng sáng không nè. Cái đó cỡ 2 ký 7 á. 2 ký 7 luôn bích á. Cái đó đó. Ừ, cái không tới 7 đâu. Rồi vô cân lại. Giờ nè, cãi nhiều quá, giờ đi liền nè. Đi liền. Đi ăn hủ tiếu nè. Sáng rồi cả nhà ơi, giờ này phát thanh rồi. Rồi, bây giờ anh hai nói con đực hay con cái nè. Giờ mình làm con thôi. Vậy. Giờ chọn con đực hay con cái. Cho con nào? Bây giờ chọn con đực hay con cái để mình kiếm hủ tiếu. Cái. Trong tại thì mình mặc nhiên là mình được ăn rồi đó. Ừ. Giờ 2 cái 7 cho lên tôi ăn, 2 cái dưới, 2 cái gờ, ông hai ông 2 cái gữ. Nếu trên ha, cho tự 2 cái gữ trở xuống cho lên ông ăn. Rồi, ok. Giờ sao không? Anh nói 2 cái 7 hả? 2 cái 7 ông ăn, 2 cái gữ, 2 cái 7 trở xuống mình ăn. Đâu, anh hai nói 2 cái gữ trở xuống kìa. 2 cái 7. Từ 2 cái 7 trở xuống là chị hai ăn. Ừ. Rồi vậy là 2 cái 7 từ 2 cái 7 cho lên tôi ăn. Rồi ok, vậy là tôi lấy móc 2 cái 7. Lấy móc 2 cái 7. Rồi. 3 kg hút luôn. Rồi đó, ăn. Vậy là sẽ hút 3 kg không có 7 rồi nha. Thôi không có, người ta đã nói dạo trước rồi. 2 kg 7 con này 3 kg. Ôi, ăn gian quá, ăn gian rồi. Chơi à, để mình cân sẵn cân cái đực luôn. Nhiều quá đực nhiều. Đúng rồi, chị hai cầm bằng tay chính xác ha. Tại vì nãy không có đưa chị hai cầm cái sủ này, chứ phải chị hai cơ bộ vô chị hai biết à. Cho anh hai mà anh em mình cá cho vui nha nhà ơi. Còn hủ tiếu là thiệt. Đi lẩm gẩm bữa nay kiếm được 4 ký mấy cá anh Lộc ơi. Không trúng còn nữa. Nay Lộc Lộc mình cực ha. Đúng là không có cái dễ không có cái nhớt. Ừ. Nay anh dính con khủng rồi đó. Dính con khủng lông rồi. Trời ơi, cực quá, kêu Lộc. Rồi rồi, hôm nay anh em mình trúng cả nhà, sao vậy đó mình trúng rồi. Có được con đực nữa. Xem video cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình nha. Còn bây giờ Tùng kết thúc video đây, cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh chị hai hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.